Chào mừng các bạn đến với hệ thống laptop Sách Tay Shop. Trước mặt chúng ta ngày hôm nay là một chiếc laptop mà có thể gọi rằng là nổi tiếng từ xưa đến giờ, nhưng được lột tả thêm, nâng cấp thêm nhiều yếu tố mới. Xin được giới thiệu ThinkPad X1 Extreme dòng Gen 4. Chúng ta đều biết rằng ThinkPad là một trong những thương hiệu đứng đầu thế giới về độ bền, về chất lượng. Tất cả sản phẩm của họ tạo ra đều có một cái nét tương đồng giống nhau về cái chất liệu bên ngoài, cho đến cấu trúc bàn phím, về mẫu mã hầu như họ vẫn giữ cái cổ điển thuần như vậy. Nhưng phải nói rằng luôn luôn được các tập đoàn lớn, những công ty lớn yêu thích, đặc biệt là những ai đã rành về công nghệ thì đều chọn ThinkPad. Tại sao như vậy? Hôm nay chúng ta sẽ nói sâu hơn về một chiếc laptop rất là mới, Extreme, thì dòng Gen 4 này nhé. Chiếc laptop ngày hôm nay có một kiểu dáng nó hơi khác biệt hơn so với cái dòng trước. Đây là một chiếc laptop 16 inch. Chúng ta trở lại với những cái series của dòng ThinkPad. Dòng ThinkPad tạo ra các phân khúc gồm có phân khúc nhỏ, mini á, gồm có dòng X là thường thường 12 inch, rồi dòng T. Dòng T thì có dòng các phân khúc thông thường là 14 inch, rồi dòng L. Ở Việt Nam thì ít thấy dòng L nhiều hơn. L là văn phòng, thường thường là 15 inch. Cho đến dòng X1 thì nó dòng thiên về cái độ mỏng, rất là siêu mỏng. ThinkPad có cái độ mỏng nhất thế giới và siêu nhẹ, nó tầm 1kg thôi, dưới 1kg luôn. Và dòng này là một phiên bản nâng cấp, nghĩa là vẫn giữ cái X1 nhưng mà nâng cấp thêm, mở rộng ra với màn hình lớn hơn. Các phân khúc đời trước thì họ tạo ra là 15.6, nhưng đợt này thì họ tạo ra phân khúc luôn là 16 inch. Có nghĩa là nó sẽ lớn hơn, to hơn tí xíu. Bởi vì tại sao? Bởi vì khi chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ thấy rằng cái màn hình đó nó sẽ vuông theo tỷ lệ 16:10. Nó chuẩn chứ. Các cái thông số của các phần mềm hiện nay là yêu cầu ra công suất của cái file, cái tiêu chuẩn màn hình nó như vậy, nó sẽ chuẩn hơn và nó đẹp hơn, nhìn nó vuông hơn. Và nó cảm giác nó thật hơn so với một cái màn hình mà chúng ta làm cái màn hình nó dài thòn thì cái nhân vật hoặc là cái đồ vật chúng ta đưa vào nó sẽ bị lùn xuống, nó không hay. Ở đây thì chiếc laptop này đáp ứng được nhiều yếu tố đặc biệt mà những dòng laptop trước, những laptop thương hiệu khác cùng loại nó cũng không có. Đầu tiên, có nghĩa là dòng X1 này cũng khá hiếm, 16 inch nè. Cái thứ hai, đây là một màn hình lên đến 4K, độ phân giải này rất cao, cao nhất hiện nay. Ngoài ra trên chiếc laptop này thì đáp ứng được một cái cặp màn hình rất là khủng, đó là RTX 3060 6GB. Chúng ta sẽ nói về các cái yếu tố sức mạnh đó phía sau. Bây giờ chúng ta nói trở lại với đề tài về cái ngoại hình và tại sao chúng ta phải xem con máy này. Đầu tiên khi nói về ngoại hình thì các phân khúc trước, dòng ThinkPad sẽ tạo ra một cái vỏ nó gần giống như bên ngoài với bên trong, nghĩa là nó sẽ nhám nhám thôi, nó không có những cái vân như thế này. Vân này khi bạn nhìn kỹ nhé, đây là một sợi carbon, đúng sợi carbon. Nó chỉ được thiết kế cho những cái dòng cao cấp, những chiếc xe đắt tiền, Lamborghini chẳng hạn, Ferrari. Bạn nhìn bên trong nó là cái carbon thật. Còn ở ngoài chúng ta mua, chúng ta dán lên nó là decal thôi, nó không phải là carbon đâu. Đây là chất liệu carbon thật. Hiện tại thì tôi chỉ thấy rằng dòng Dell Latitude là có sử dụng chất liệu này, và một ít trên những dòng ThinkPad. Tại sao họ sử dụng cái này? Bởi vì nó nhẹ hơn, cứng hơn thép luôn. Đó là những cái giá trị rất là hay mà sợi carbon làm được. Chính vì vậy họ đưa vào trên cái mặt này để nó cải thiện hơn về độ an toàn cho máy, độ nhẹ cho máy nữa, vẫn giữ được cái nét sang trọng rất là khó. Đó là cái mà ThinkPad dám nghĩ, dám làm. Độ mỏng thì như tôi nói rồi, X1 luôn luôn là chú trọng về cái độ mỏng, cầm trên tay nhẹ và mỏng, đó là sự quan trọng, và pin cầm rất lâu. Điểm quan trọng đối với tôi là một người đánh giá về các dòng máy thì tôi chú trọng cái bản lề, bởi vì rất là nhiều dòng máy họ đã bị gãy bản lề liên tục, thì dòng này họ đã đưa một cái trục giữa toàn bộ để gánh luôn cả cái màn hình lớn. Chính vì vậy lỡ cái thói quen chúng ta mở một tay bằng tay phải á, là chúng ta ngồi bên đây đúng không, chúng ta đẩy cái này thì một thời gian nó sẽ bung bên đây lên, nó hai bên mà nó chịu lực không được, nó sẽ bung lên là bể luôn cả phần này. Trung tâm bảo hành của chúng tôi hỗ trợ rất nhiều khách hàng, dù chúng tôi đã khuyên là hãy sử dụng là mở ở giữa, nhưng mà cái đó là thói quen của con người, chúng ta cứ mở lên là mở bên
tôi khuyên các bạn cũng nên mở ở giữa, và ở đây họ cũng đã bổ sung luôn một cái trục giữa, như vậy nó sẽ an toàn hơn cho chúng ta rất là nhiều. Nói đến ThinkPad là nói đến sự bảo mật, thì trên chiếc laptop này cũng bảo mật được nhiều lớp, từ bảo mật camera, bảo mật bàn phím cho đến bảo mật main. Đó, rồi trên Windows chúng ta bảo mật một lớp nữa, thì chúng ta hết sức an tâm và những cái tiêu chuẩn an toàn trên dòng ThinkPad. Chúng ta bỏ ra một khoản tiền trên 40 triệu để chọn chiếc laptop, chúng ta phải xem nhiều yếu tố khác nhau. Màn hình trên chiếc laptop này được đánh giá rất là khủng, đó là một màn hình 4K cao nhất hiện nay rồi, không còn gì cao hơn nữa. Chúng ta thấy cái màu đỏ nó đỏ biết luôn, nó đẹp lắm. Một lát nữa chúng ta mở cái video lên chúng ta xem nhé. Đặc biệt trên cái màn hình này là những lớp lụa chống chói, một tiêu chuẩn rất là cao dành cho những cái giới làm chuyên nghiệp về vẽ poster. Khi bạn vẽ nó rất là khó, khó nhất là cái phân biệt cái màu. Tôi ngồi trên máy tính rất là nhiều với các bạn vẽ của chúng tôi. Điều quan trọng nhất là khi bạn vẽ cái màu đó là mà in ra không biết nó đúng hay không. Giá trị nhất trên màn hình này là một màn hình tiêu chuẩn 4K. Và đây là một màn hình OLED, một công nghệ mới được đưa vào, nó sẽ cải thiện được cái thời lượng pin, nghĩa là nó sẽ mát hơn và cái độ sáng, cái độ rõ của nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Một lát nữa chúng ta sẽ mở cái video lên chúng ta cảm nhận nhé. Và điều quan trọng đối với tôi là một người mà cái rất là khó về chọn cái tiêu chuẩn màn hình. Tôi ngồi trên máy với rất là nhiều bạn vẽ bên cho bên tôi và nói rằng là tôi bất ngờ về cái độ chuẩn của màn hình này. Và theo thông số của hãng cũng đã đưa ra thì màn hình này đáp ứng được 100% DCI-P3, có nghĩa là màu Pantone tiêu chuẩn màu rất là chuẩn nhất hiện tại. Màu này đáp ứng được đủ 100%, có nghĩa là nó khi xuất file ra bạn sẽ đáp ứng được nó gần như thật như là bạn vẽ. Khi chúng ta ngồi trên máy chúng ta vẽ một cái poster, việc nó đúng như vậy hay không khi in ra là nó trật lắc, nó sai rất là nhiều màu, đặc biệt là màu vàng, màu xanh lá, màu tím, đó là những cái màu rất là khó khi chúng ta in ra. Cho nên những cái màn hình đáp ứng được điều này là rất là khó, họ đã phải đáp ứng được những cái yêu cầu của những cái nhãn thương hiệu kia mà xin được cái giấy phép đó, cả một vấn đề vượt qua được những cái bức tường đó là cả một vấn đề, cho nên cái giá trị nằm rất là lớn nằm ở chỗ này. Rồi ở đây trên cấu trúc bàn phím chúng ta vẫn thấy rằng họ sử dụng vẫn tiêu chuẩn một cấu trúc bàn phím theo hình chữ U, có nghĩa là rất là thuần về ThinkPad, nhưng họ làm mỏng hơn, có nghĩa là chúng ta nhìn từ bàn phím, từ trên cái nơi để tay cho đến bàn phím thì chúng ta thấy nó phẳng hơn so với những cái dòng khác. Ở đây chúng ta sẽ so sánh trực diện với một cái dòng T, có nghĩa là đây là một chiếc laptop văn phòng thuần nhé, cũng tầm 15-17 triệu. Đây là dòng T14, thì chúng ta thấy là cái độ, chúng ta lấy cái ngón tay chúng ta lướt thôi, chúng ta thấy nó cộm hơn và ở đây nó sẽ sát hơn. Việc này thật ra thì nó cũng không phải là một điều quá quan trọng, nhưng ý đồ của nhà sản xuất họ muốn á, nó phải hoàn mỹ luôn, họ muốn như vậy. Còn ai đối với những bạn nhờ gõ tablet nhiều, bạn nên sử dụng một dòng T, bởi vì cái rút bàn phím này gõ nó nảy cao. Còn những đối với những ai mà ngồi bạn vẽ thì không gõ bàn phím nhiều mà chúng ta sử dụng toàn là phần mềm không à, cho nên chúng ta cần cái đẹp sang thì hãy chọn cái bàn phím cái độ sát nó đẹp hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái gì, các cái cổng máy nha. Ở đây thì chúng ta thấy không, bên tay trái, xin lỗi, bên tay phải chúng ta thấy không, có một cái khe SD lớn nè, hai cổng USB, một cái khóa, mặt trước không có gì hết. Mặt bên tay đây thì chúng ta sẽ thấy rằng có thêm một cổng sạc, hai cổng USB-C, HDMI, headphone micro. Mặt sau có gì không? Không có gì hết. Hoàn toàn rất là mỏng, cầm đến tay ngày nay, cầm chiếc laptop rất là đã, hết sức cao cấp mà lại rất là nhẹ. Đó là những cái giá trị bỏ tiền nhiều, nó cũng có cái hay của nó rõ ràng. Ở đây với một cái option hiện tại rất cao, đó là Core i7 11800 CPU á, nghĩa là thế hệ thứ 11. Ở đây thì máy đang sử dụng cạp màn hình, có nghĩa là hai cạp màn hình, một cạp màn hình là UHD graphic, cạp màn hình thứ hai đi theo là RTX 30 60 6GB sẽ hỗ trợ
rất là mạnh dành cho những ai sử dụng đồ họa và đặc biệt có thể chơi game ngon lành. Nghĩa đây là kẹt này đúng thuần là dành cho chơi game cũng thoải mái. Bạn có thể kết hợp cả hai, vừa giải trí ở nhà vừa đi làm một cách sang trọng, đẳng cấp. Ổ cứng trong máy này là lên đến 1T thì bạn có thể nâng cấp lên thêm nữa cũng được. Với RAM trong máy đang có sẵn setup là 32GB trong đời mới, nên chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ hỗ trợ rất là đắc lực cho chúng ta về tốc độ khi chúng ta render các cái ứng dụng. Đối với khối văn phòng thì hẳn ra chúng ta một ngày chúng ta làm việc bao nhiêu tiếng nhỉ? Một buổi chúng ta làm việc 4 tiếng rồi chúng ta nghỉ ăn cơm trưa tí xíu, chúng ta làm thêm buổi nữa. Nếu mà cho bạn rướng luôn tí xíu, 1 tiếng đồng hồ nữa thì tối đa là buổi chiều 5 tiếng. Bây giờ nhà bạn làm thêm khoảng 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ nữa thì tôi nghĩ là như thế là full. Cuối tuần chúng ta cũng nghỉ. Chiếc laptop này sẽ dư sức đáp ứng được điều đấy. Thì họ đã test ở nhiều cái góc độ khác nhau. Thì nó thật ra thì ở Việt Nam chúng ta làm mà một nửa ở nước ngoài thôi. So với Singapore hay là so với Nhật thì chúng ta còn xa. Hôm chia chiếc laptop này được nhập từ Mỹ về, cái tiêu chuẩn đầu vào của Mỹ chúng tôi nhập vào rất khó. Bởi vì ở Mỹ cái cường độ làm việc của họ cao hơn nhiều, cái môi trường họ khắc nghiệt hơn. Có nhiều khi họ cầm cái máy ra ngoài trời ở dưới ánh nắng rất khủng khiếp, sa mạc ở Texas, thì họ làm việc với cường độ như vậy để họ test những cái ứng dụng môi trường. Nó cần một cái máy laptop ly đòn thì chiếc laptop này dư. Còn nhiệt độ nhiều khi nó xuống 0 độ, âm độ thì máy này vẫn đáp ứng được. Và đặc biệt thì các cái công ty lớn của Nhật, của Hàn Quốc thì mua máy của chúng tôi, họ cũng nói rằng họ xài cái dòng này bởi vì nó đáp ứng được nhiều cái điều kiện ở trong cái văn phòng của họ theo cái tiêu chuẩn riêng của họ. Có thể là nhiệt độ hay là cái cường độ làm việc cao. Nên đối với khối văn phòng mà dạng cá nhân như các bạn xài theo cái dạng như là nâng niu á, cái máy này nó rất là ổn, dư sức để bạn xài, nên không lo về vấn đề mà gọi là cái máy này nó có bền hay không. Tôi khẳng định với các bạn là trừ khi bạn dùng sai mục đích thôi, nó chứ máy tính này nó vô cùng là giá trị rất là lớn. Và điểm lưu ý quan trọng nhất chúng tôi muốn mang lại cho các bạn là gì? Cái chất lượng thật. Cái máy nó phải đi đôi với chất lượng thật. Chúng tôi nhập từ Mỹ nhiều nhất so với các quốc gia khác. Bởi vì tại sao? Ở các quốc gia Đông Nam Á chúng ta hay cả châu Á chúng ta thì chúng ta xài chung một thị trường, cũng là thương hiệu đó, máy đó. Nhưng nếu mà bạn muốn vào Mỹ thì cái thông số đó từ cục pin, bàn phím, đặc biệt là màn hình, nó phải đáp ứng được cái tiêu chuẩn đầu vào của Mỹ rất là khó. Cho nên những dòng máy này mà sản xuất cho Mỹ, nó phải nâng cấp cái option thêm về những cái tiêu chuẩn cao. Dĩ nhiên các hãng không bao giờ nói với chúng ta, chứ là họ bán đâu có nói chúng ta là họ chả nói là tại sao đồ Mỹ là tốt hơn những cái đồ của thị trường chúng ta. Bởi vì tiền nào của nấy nó cũng đúng, nó sẽ là chênh lệch với nhau tí xíu. Cho nên chúng tôi muốn rằng người dùng của chúng ta, đặc biệt khách hàng của chúng tôi, phải xài được những cái thứ mà tốt nhất trên thế giới luôn. Nó cũng có những trục trặc, lâu lâu nó cũng phải có những cái rủi ro. Chúng tôi có thể liên lạc được, chúng tôi kết nối với các hãng để có thể nhập về những linh kiện để hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. Còn lại thì hầu như nó rất là tốt. Và qua mười mấy năm chúng tôi kinh doanh thì những dòng máy này phải nói rằng xứng đáng là một trong những mẫu mà đứng đầu thế giới. Trở lại chiếc laptop Extreme này, chúng ta hãy dành chút phút để chúng ta test thử cái màn hình nhé. Màn hình như tôi vừa nói, đây là một màn hình tiêu chuẩn 4K OLED. Với độ phân giải này tôi nghĩ rằng là hết rồi, maximum rồi. Một số hãng thì cũng đang nói rằng là họ thiết kế ra màn hình độ phân giải cao hơn, tôi chưa thấy. Mà tôi nghĩ rằng cỡ này thôi thì chúng ta đã nhìn đã là không còn điểm chê rồi. Đối với việc giải trí thì cũng cỡ này thôi. Ngoài ra thì xét về độ phân giải để mà làm việc vẽ những cái đồ họa thì thông thường họ cũng chỉ cần tới Full HD thôi. Ở đây thì họ thỏa mãn hơn cái chúng ta mong đợi. Thời lượng pin của dòng này cũng dao động tầm từ 5 giờ trở lên, nên chúng ta thoải mái trong một buổi làm việc. Đặc biệt chúng ta biết tiết kiệm những cái ứng dụng tắt bớt đi, nó sẽ có thời lượng sẽ lâu hơn. Và dòng pin này cũng là dòng pin cao cấp, dòng pin mỏng. Nó sẽ mát hơn khá nhiều so với những cái dòng trước đây.
Ngày nay có khá nhiều sự lựa chọn khi chúng ta bỏ khoản tiền 40 triệu ra. Dell, HP, Lenovo, Acer cũng đưa ra một số phân khúc cao cấp. Tuy nhiên, đối với chúng tôi là những người có chuyên môn và những người khó tính khi chọn lựa những cái dòng dành cho những cái bạn chuyên gia, tôi khuyên các bạn cứ chọn những thương hiệu cao cấp, nổi tiếng nhất. Họ rành về những cái loại này, họ rành về những cái thứ mà chuyên dụng cho dân phòng. Bạn hãy chọn những thương hiệu đó, nó an tâm hơn. Vì cái lâu dài, nó không phải là 1-2 hôm hay là 1-2 năm. Nhiều khi bạn xài 5 năm sau, bạn có thể đổi một dòng cao hơn nữa thì cái máy này vẫn còn giá trị đó. Bạn có thể bán hay là cho con em mình, nó vẫn xài tốt, nó không có nâng cấp lên nhiều nữa. Còn hơn chúng ta mà cứ đua theo thời, chúng ta chọn những sản phẩm mà chúng ta không rành. Thứ nhất là nó hư không sửa được. Nhắc đến điều này thì tôi rất tiếc rằng rất là nhiều khách hàng đã đến chúng tôi, một số máy họ không phải mua chúng tôi, đặc biệt là ThinkPad, thì họ nhờ chúng tôi sửa. Thì chúng tôi phát hiện ra là cái màn hình nó là màn hình lô, pin cũng không có đúng và đa phần là thay bàn phím. Thì các bạn biết rằng riêng ThinkPad, các bạn đưa thay vào một cái điều gì đó mà nó không đúng của hãng, rất là mau hư, không bao giờ xài được. 2 tháng 3 tháng nó tự nó chết hết. Ngay cả các màn hình bạn thay cả triệu 2 triệu vào, trong vòng 3 tháng nó sẽ hư liền. Những loại màn hình không đúng á, tôi chỉ bạn phân biệt nhé. Các bạn nhìn một cái màu đó nó bệt trắng ra, ví dụ như nó loang loang, cái màu nó sẽ bị giống như nó chói chói mà nó phai đi. Đặc biệt là những màu xanh dương thì nó sẽ biến thành xanh ngọc, lơ lơ như thế. Đó là màn hình không có thật. Bởi vậy nên nếu có điều kiện, hãy bỏ ít thời gian chạy đến chúng tôi. Tại showroom của chúng tôi ở đó có vài trăm mẫu luôn cho các bạn xem. Riêng ThinkPad là tôi là nhập về là phải đúng Mỹ. Thì tôi phân có người sẽ hướng dẫn và chỉ dẫn cho các bạn để các bạn thấy được nó đúng cái màu thiệt như thế nào. Chứ chúng ta đừng có ngồi ở nhà chúng ta bạn sạch hết này, coi sạch bên chỗ khác, chúng ta xem rồi chúng ta hoang mang. Bây giờ thấy giá loạn xà ngầu hết, chỗ nào cũng nói hay quá, biết tin ai đây. Thì hãy chạy đến nơi đó đi, chúng ta phải coi họ bán thế nào đã, cầm trên tay từng cái một, cho chúng ta một cái góc nhìn liền. Cái đồ thật nó rất khác, cầm tay nó cũng khác nữa. Trước mặt chúng ta thấy không, có hai mẫu, một mẫu văn phòng 14 inch dòng T14, còn đây là chiếc X1 như chúng ta đang nói. Khác giá nhau hoàn toàn, vừa nhìn nó cũng na ná với nhau, nhưng nó khác chất liệu nhau hoàn toàn, nó khác cái người dùng. Tôi mời các bạn đến showroom chúng tôi nếu như có dịp để chúng ta có thể có những góc nhìn mới trước khi chúng ta quyết định, vào thời điểm kinh tế nó khó khăn, tránh bị lừa, tránh bị những cái nơi nào đó họ cứ ngồi chài để chúng ta cứ sống những cái máy mà không cần thiết. Điều đó nó rất là khó khi chúng ta bán lại cho họ, họ không có thu vô giá đúng như vậy đâu. Cẩn thận nhé. Cảm ơn các bạn. Chúng tôi luôn luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi mua sản phẩm tại shop. Khi mua hàng, bạn sẽ được hỗ trợ từ các chuyên gia IT hàng đầu của chúng tôi từ lúc mua cho đến khi thành thạo sử dụng. Vì chúng tôi muốn máy tính của bạn mua nó phải thật sự bền và xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra. Đặc biệt thì chúng tôi sẽ tặng kèm bạn một cái gói bảo dưỡng theo tiêu chuẩn ASTE của Hoa Kỳ để máy bạn đảm bảo được hoạt động ổn định nhất. Nay thì các ứng dụng như UltraView hay TeamViewer rất là tiện lợi. Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn từ xa. Kể cả sau này khi hết thời hạn bảo hành thì chúng tôi vẫn hết lòng hỗ trợ bạn và giúp đỡ bạn. Bạn có thể đến showroom của hệ thống laptop sách tay shop tại địa chỉ 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, Hồ Chí Minh để trực tiếp xem các cái mẫu máy tính. Chúng ta có thể mua trả góp bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có trả góp 0%. Chúng tôi chấp nhận thanh toán tất cả các loại thẻ ngân hàng từ nội địa và quốc tế. Nếu như các bạn ở xa mà không có điều kiện đến shop, bạn vẫn có thể mua online trên web của chúng tôi. Bạn hãy truy cập vào laptopsatayshop.com hoặc liên hệ hotline 090 3344 188 và 0909 344 188 để được hỗ trợ tốt nhất nhé. Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn vào một ngày không xa. Xin chúc bạn thật nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công nhé.